Lê Tiền xin kính chào quý ông bà, cô chú bác, các anh chị, các bạn và các em đang xem video của Lê Tuyền. Hôm nay Lê Tuyền xin chia sẻ cùng cả nhà cách làm bánh bò bông cấp tốc bằng bột gạo nha cả nhà. Với cách làm này thì mình sẽ cho ra những cái bánh bò bông mềm, xốp, ngọt, béo và thơm ngon lắm luôn cả nhà ơi. Muốn biết cách làm như thế nào? Mời cả nhà hãy cùng vào bếp với mình Nguyên liệu của mình hôm nay gồm có bột gạo Bột nổi Men khô Sữa tươi Nước cốt dừa Màu lá cẩm Muối Và đường cát Đầu tiên mình cho 140ml sữa tươi không đường vào trong một cái thao 100ml nước cốt dừa đậm đặc 100 ml nước lá cẩm. Ở đây mình có một gói men khô, gói men khô của mình có trọng lượng là 10 g. Bây giờ mình sẽ cho vào đây hai muỗng cà phê men khô. Nếu có cân thì mình cân 6 g men nha cả nhà. Mình dùng muỗng khuấy cho men tan đều. Mình cho vào một chút xíu muối, khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê. 120 g đường cát. Dùng muỗng khuấy đều khoảng 1 phút. Hôm nay mình sử dụng bột gạo Vĩnh Thuận. Bột gạo này là bột gạo nhuyễn nha cả nhà. Mình sẽ dùng kéo mình cắt bịch bột gạo của mình ra. Mình sử dụng 300g bột gạo. Mình khuấy cho phần bột này tan mịn ra. Bột của mình tan mịn như vậy là được rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ dùng nắp đậy lại và mình sẽ ủ bột trong 2 tiếng đồng hồ. Và đây là phần bột mình ủ được 2 tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Mình dùng cây trộn bột mình khuấy cho phần bột này tan mịn ra lần nữa lúc này thì bột của mình lên men rất là nhiều luôn rồi nè cả nhà mình có một bịch bột nở bây giờ mình sẽ lấy ra hai muỗng vung cà phê bột nở mình cho vào hai muỗng cà phê nước khuấy cho phần bột nở này tan đều ra khi bột nở của mình tan mịn ra như vậy là được mình cho hết bột nở vào trong thao bột tiếp tục trộn đều bột nở vào trong bột mình trộn bột thêm 2 phút nữa Mình cho tiếp vào bột 2 muỗng canh dầu ăn. Trộn đều phần dầu ăn này với bột thêm một phút nữa. Như vậy là phần bột của mình đã xong rồi đó cả nha. Bây giờ thì mình sẽ cho hết bột vào trong một cái ca có cái miệng. Để một hồi mình rót bột vào trong khuôn cho dễ nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ sử dụng những cái tách uống trà để mà mình đổ bánh. Mình cho khoảng một muỗng canh dầu ăn vào trong một tách trà và mình sẽ dùng cây cọ để mình thoa đều dầu ăn vào hết trong những tách trà này của mình. Sau khi thoa đều dầu ăn vào trong những tách trà rồi thì bây giờ mình sẽ rót bột vào. Bột thì mình cho vào khoảng 80% của tách trà nha cả nhà. Mình nấu nước cho thật sôi, sau đó mình sẽ cho sửng bột lên và mình đậy nắp lại. Mình hấp trong vòng 25 phút. Khi hấp bánh thì cả nhà lưu ý mình sẽ hấp bánh với lửa lớn để cho bánh được nở cao nha cả nhà. Nếu mình hấp với lửa nhỏ thì bánh của mình sẽ không được nở cao nha. Cả nhà thấy cái hơi nước nó mạnh nó làm cho cái nắp của mình á nó, nó bị rung rinh luôn nè. Bánh của mình á nó, nó chuyển từ màu này sang màu khác rất là đẹp mắt luôn đó cả nhà. Bánh của mình hấp được 25 phút rồi Mình tắt bếp và bây giờ mình sẽ nhắc sửng bánh của mình xuống Tiếp theo mình sẽ lấy những cái bánh của mình ra Do những tách trà của mình đang rất nóng Nên mình sẽ dùng một cây kẹp để mình gấp những cái bánh của mình ra Chắc cả nhà sẽ rất thắc mắc là tại sao Ờ, mình sử dụng nước lá cẩm mà khi hấp xong thì bánh của mình á, nó lại ra một cái màu sô-cô-la như vậy phải không cả nhà nước lá cẩm á, mình nấu xong thì mình để vào trong ngăn đá tủ lạnh á mình đông đá mấy ngày đó cả nhà cho nên khi mình trộn vào trong bột mình hấp á, thì khi hấp xong á, bánh của mình nó ra một cái màu sô-cô-la như vậy đó đây là mẻ bánh thứ hai mình sẽ hấp cũng trong vòng 25 phút và đây là tất cả số bánh của mình Sau khi mình để ở ngoài được 40 phút Thì bánh của mình đã nguội hẳn rồi cả nhà Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra nha Cả nhà thấy cái bánh của mình nè Lấy ra rất là dễ dàng Bánh phòng to Rất là mềm xốp luôn cả nhà ơi Khi mình bóp nhẹ thì cả nhà thấy nè Cái bánh nó nứt ra liền luôn đó Mình dùng cái cây quậy bột á, mình lấy bánh ra thì nó sẽ rất là dễ luôn nè. Khi mình làm bánh bò xốp mà mình không có để bột nếp á thì cái bánh nó sẽ mềm xốp hơn. Là mình có để bột nếp. Khi mình cho bột nếp vào á thì cái bánh nó sẽ có một cái độ dai. Còn bánh không có cho bột nếp vào thì bánh chỉ mềm xốp mà hoàn toàn không có độ dai nha cả nhà. Cả nhà nhìn cái bánh của mình nè. Xốp quá chừng luôn đó. Và khi mình ăn vào á thì bánh á, nó như là nó muốn tan trong miệng mình luôn đó cả nhà. Với độ ngọt vừa phải nè, độ béo và rất là thơm luôn cả nhà ơi. Mình thấy có người thì thích bánh bò để bột nếp vào, có người thì lại không nên hôm nay mình chia sẻ với cả nhà thêm cái công thức làm bánh bò xốp mà hoàn toàn không có để bột nếp vào. Đến đây mình xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye.